Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh bao nhân thịt. Về nguyên liệu, ở đây thì mình sẽ sử dụng là một bịch bột bánh bao. Bịch bột bánh bao này thì tới 1 kg lận các bạn. Khối lượng tới 1 kg lận, nhưng mà trong công thức hôm nay thì mình chỉ sử dụng là nửa bịch thôi, tức là 500g. Mình đã múc cái bột ra, mình cân là 500g ở trong đây. Trong đây thì nó sẽ có sẵn một gói men. Một gói men nên mình sẽ lấy phân nửa lượng men ở trong đây ra. Để nhào bột với 500g bột này thì mình sẽ sử dụng là 190g sữa tươi không đường nha các bạn. Sử dụng bột bánh bao thì các bạn sử dụng loại nào cũng được hết. Các bạn tốt nhất các bạn nên xem cái phần hướng dẫn ở sau đây á. Trong cái gói bột của mình thì người ta đã có sẵn đường rồi, bột sữa cũng như là muối, nên mình sẽ không thêm vào nữa nha. Mình chỉ cần chọn sữa tươi không đường vào bột là được rồi. Các bạn vẫn có thể là mình sử dụng nước để mình nhào bột, nhưng mà sử dụng sữa tươi thì cái bánh của mình nó sẽ thơm và ngon hơn. Và mình sẽ canh mình lấy phân nửa gói men này thôi. Mình cho vào sữa tươi, lấy phân nửa thôi nha các bạn. Đặng mình để cái gói bột phân nửa, đặng mai mốt các bạn có thể các bạn làm nữa. Rồi mình quấy đều lên. Mình sẽ nhào bột bằng tay luôn nha. Về cái làm bánh bao á, bây giờ thì cái bột bánh bao thì rất là đơn giản rồi. Các bạn chỉ cần mình ra chợ mình mua. À, chủ yếu là cái phần nhân đó mình tự làm thôi. Còn bây giờ bột bánh bao thì trên thị trường ta bán rất nhiều, rất là tiện lợi luôn. Các bạn nhào bột đến khi mà cái bột mình nó dẻo, nó mịn, rồi các bạn ủ đến khi nào mà nó nở, nó phình nở to lên gấp đôi các bạn. Cũng tùy thời tiết nha, nếu như thời tiết mà lạnh quá thì mình ủ hơi lâu một chút. Nếu như cảm thấy cái bột hơi khô thì các bạn có thể là mình thêm một ít sữa tươi vào nha. Nếu cảm thấy khô thì mình sẽ cho thêm một ít sữa tươi vào. Đôi khi trong công thức mà người ta hướng dẫn ở trong cái phần bao bì thì nó cũng sẽ không đúng các bạn. Tại cũng tùy theo cái bột của mình á. Nếu như mà bột mà người ta vừa mới sản xuất thì cái công thức của người ta có thể là đúng. Còn nếu như mà cái thời hạn nó lâu quá thì cái bột nó khô, nó hút nước nhiều lắm. Do đó là mình phải thêm. Bột mình đã nhồi xong rồi nè các bạn, mình nhồi khoảng 20 phút. Bây giờ mình cho vào cái thau cho nó nhỏ để mình dễ đậy cái miếng ráp lại, to quá đậy không được các bạn. Các bạn nhồi cho bột nó dẻo như thế này nha. Và các bạn thêm nước cho bột đừng có bị khô. Tại vì nếu như mà cái bánh bao của mình nhồi bột khô quá thì bánh nó không có nở xốp. Cũng đừng nhão quá nha các bạn, vừa phải. Đây nó như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ đậy lại mình ủ. Mình đậy kín lại nha. Trong lúc đợi ủ bột, bây giờ mình sẽ đi làm phần nhân. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 500g thịt heo xay. Thì trong thịt xay này người ta đã có xay mỡ chung rồi, do đó là phần nhân của mình sẽ không bị khô. Nếu như các bạn mua ở ngoài chợ thì các bạn mua thịt xay mà không có mỡ thì mua về các bạn nhớ mua thêm mỡ mình xay vào chung, để cho cái thịt của mình nó không bị khô nha. Về lượng mỡ thì tùy theo các bạn mà các bạn điều chỉnh. Miễn sao các bạn sử dụng cho mình là 500g thịt xay, 150g chả cá thắt lát. Nếu như không có chả cá thắt lát thì các bạn vẫn có thể là mình sử dụng giò sống cũng được, hoặc là các loại chả cá khác. Nhưng mà các bạn chú ý là các bạn sử dụng những cái loại chả cá nào á mà khi mình trộn chung với thịt nó sẽ không bị ám mùi. Tức là nếu như mà các bạn sử dụng cái loại chả cá mà cái mùi nó nặng quá, khi mà mình trộn vào thịt á, cái mình hấp chín thì mình chỉ nghe mùi chả cá không, nó mất đi hương vị. Thì mình thấy là cái chả cá thắt lát này mình sử dụng là nó không có bị ám mùi nha các bạn. 10 quả trứng cút, một ít nấm mèo đã ngâm rồi, hành lá, ngò rí, 2 củ hành tím, khoảng nửa củ hành tây này khoảng 100g. Khoảng 5 cái nấm đông cô cũng đã ngâm, đã rửa sạch, vắt ráo. Thì về nguyên liệu làm thì khá là đơn giản. Về cái phần thịt này á, vài cái chả cá khi mua về các bạn cho lên ngăn đá.
Nói chung là các bạn bảo quản cái phần này cho nó lạnh và nó dẻo, thì khi mà mình làm nhân thì nó sẽ dai, chứ các bạn để ở ngoài nhiệt độ thường ở ngoài thì cái phần thịt nó sẽ không bị dai, thậm chí có thể là bị bở. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh rưỡi đường. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Về nêm cái nhân này thì các bạn sẽ nêm vừa ăn hoặc là nêm hơi ngọt một chút nha, chứ đừng có nêm mặn sẽ không ngon. Khoảng nửa muỗng canh tiêu, nhiều ít thì tùy các bạn. 1 muỗng canh hành tím phi. Làm bánh bao thì không thể nào thiếu dầu mè nha các bạn. Mình sử dụng dầu mè loại này, dầu mè thơm. Mình cho khoảng hơn 1 muỗng cà phê. Khoảng 1/4 muỗng canh. Nửa muỗng canh dầu hào. Dầu hào thì nó cũng mặn rồi các bạn, do đó là mình sẽ không nêm muối trong công thức này nha. Để tăng độ kết dính cho phần nhân, mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng canh gạt ngang thôi. Bây giờ mình sẽ đi quét cái phần nhân này. Mình sẽ dùng cái chài á các bạn. Bạn quét như thế này nè, cho nó đều gia vị ha, vào nha. Quét cho nó dai á các bạn. Thịt mình đã quét cho nó dẻo rồi nè, khoảng 5 phút. Bây giờ mình sẽ đậy lại. Và mình sẽ cho vào ngăn đá trở lại nha các bạn. Cho thịt nó dẻo. Hành tây thì mình sẽ cắt nhỏ nhỏ để cho mình dễ xay trong máy nha. Hành tím cũng vậy luôn. Tương tự phần nấm mèo cũng vậy. Ngò rí và hành lá thì mình sẽ sắc nhuyễn ra. Cái phần đầu hành này mình xay nha, còn phần lá mình sắc nhuyễn. Mình sẽ xay hành tây, hành tím và đầu hành. Về cái phần trứng cút á, nếu như các bạn không có, các bạn thay thế trứng gà cũng được. Trứng gà mình luộc rồi mình cắt làm tư. Các bạn xay cho nó nhuyễn là được rồi. Đó, mình sẽ lấy ra. Xay tiếp phần nấm mèo và nấm đông cô. Cũng xay cho nhuyễn. Đó, các bạn xay cho nó nhuyễn như thế này nè. Nó như hạt lựu vậy đó. Rồi, mình sẽ lấy ra nha. Thịt mình lấy trong ngăn đá ra nè. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tây và cái phần này mình đã xay đó, cho vào hết luôn. Nấm mèo, nấm đông cô các bạn, nếu như các bạn muốn sử dụng ít thì mình bớt lại nha. Nhưng mà cái phần này một hồi nó cũng mềm lại, nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Tại lúc nó còn sống thì nhìn thấy nó nhiều vậy thôi. Hành lá, ngò rí cho vào hết luôn. Mình sẽ trộn đều sơ sơ rồi mình dùng chài mình quét tiếp nữa. Quét cho nó đều là được rồi nha. Thịt thì các bạn chỉ cần là mình quét cho nó đều là được rồi. Bây giờ mình sẽ chia thành 10 phần bằng nhau. Nếu như có cân thì các bạn cân cho nó đúng tỷ lệ nha.
Các bạn chia nhân ra thành 10 phần, mình chia sơ sơ thôi. Bây giờ mình sẽ gói lại, mình cho cái phần trứng cút vào chính giữa của cái phần thịt nha. Rồi mình vò viên tròn lại. Phần nhân mình đã vò viên xong rồi nè. Các bạn nhớ thoa dầu ăn lên tay để mình vò viên nó dễ hơn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Nước sôi rồi thì mình sẽ cho vào hấp. Mình sẽ hấp với lửa lớn nha các bạn. Mình đã hấp được 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và để cho nó nguội. Cái này hồi nãy mình gói không kỹ nên nó bị tét ra các bạn. Mình đem ra ngoài các bạn, cái nước này mình chắc ra nha. Và mình để cho nó hơi nguội rồi mình mới gói bánh được. Thì các bạn nhớ là các bạn cần chuẩn bị một nồi nước sôi trước. Sau khi mình vò viên là mình đem vào hấp liền, chứ mình không có chờ đợi cái nồi nước của mình sôi nha. Như vậy thì cái thịt của mình nó sẽ không được dai đó. Bột mình ủ được gần 1 tiếng 20 phút đó các bạn. Nó nở cao như thế nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi sơ lại. Và các bạn chia cho mình thành 10 phần bằng nhau nha. Để mình gói thành 10 cái bánh. Bột mình đã chia thành 10 phần rồi nè. Các bạn chuẩn bị thêm là một chén nước và một ít bột áo. Bột áo này là mình lấy ở trong bột bánh bao ra một ít á. Để đừng cho một hồi mình cán đừng cho nó dính bánh. Và một ít tờ giấy để mình hồi mình lót bánh. Giờ mình sẽ cán bột nha. Bạn nhớ chuẩn bị là một nồi nước sôi nha. Đằng sau khi mà mình gói bánh xong mà mình hấp liền, mình sẽ hấp 5 cái trước. Mình vò lại cho nó tròn như thế này nè. Nó dính thì mình cho ít bột khô lên. Bạn nhớ cán cái rìa cho nó mỏng ra. Sau đó các bạn thoa một ít nước, một lớp mỏng nước thôi. Ngay cái rìa nó đây hồi mình bắt bánh nó dễ hơn. Thì mình gói không có được khéo các bạn, nếu như bạn nào gói chuyên nghiệp thì nó hay hơn rồi. Mình sẽ gói theo kiểu mình không cầm lên nha. Mình kéo nó lên, mình xếp nếp nó vô. Như thế này. Rồi mình xoay nó lại. Này mình làm nhà ăn mà nên mình sẽ gói tạm tạm thôi. Mình sửa sửa nó lại. Rồi mình lót miếng giấy. Rồi tương tự vậy các bạn làm hết cho mình nha. Mình đã gói xong 5 cái rồi nè. Bây giờ mình sẽ hấp nha. Mình thì mình gói không có được đẹp mà mình không biết sao mà khi mình gói có nếp á. Mình để một hồi mấy cái nếp gói nó bị mất hết trơn rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hấp nha. Và mình sẽ hấp với lửa lớn cho bánh màu nở. Bánh mình đã hấp được 12 phút rồi nè các bạn. Cái bánh mình công nhận nó xấu thiệt các bạn. Chắc mình là người gói bánh bao xấu nhất trên YouTube luôn. Nhưng mà không sao, miễn cái phần nhân nó ngon là mình bù qua cái phần xấu của bánh bao được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra và mẻ tiếp theo thì các bạn cũng làm như vậy nha. Bánh mình đã hấp xong rồi nè các bạn. Công nhận nó xấu thật luôn á. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Ô, cái nhân này cái phần đáy ở dưới mình lại mình cán mỏng quá. Phần nhân rất là thơm các bạn. Cái phần vỏ bánh cũng rất là ngon, rất là thơm tại do mình nhồi bằng sữa tươi á. Thì mình sẽ ăn thử phần nhân nha. Wow, nhân rất là thơm các bạn. Phần nhân của mình nè, dai dai mềm mềm. Phần nhân rất là vừa ăn, rất là ngon các bạn. Cái phần nhân này nó bù lại cái phần cách gói bánh của mình quá xấu. Nhưng mà không sao, phần nhân rất là ngon. Mình trộn một tỷ lệ thích hợp á. Nên phần nhân của mình á, dai, mềm, không có bị khô cứng các bạn. Đây, rất rất là thơm. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.